5 yếu tố quan trọng giúp bạn đầu tư bất động sản thành công trong năm 2022. Cái đầu tiên, nhân tố đầu tiên đó chính là về tính toán chi phí. Vâng, phí gồm có phí chuyển nhượng, phí mua đất, các loại phí khác, cả cái phí mà các bạn là phải làm cơ sở hạ tầng trước khi chúng ta có thể là ra được hàng, hoặc là các phí như bảo trì, các phí mọi thứ, các loại phí thì các bạn phải tính vào cái việc đó, và chúng ta cần phải cân đối làm sao cho cái khoản tiền để vận hành, hay có lẽ là cái khoản tiền mà các bạn trả lãi ngân hàng khi các bạn vay để thế chấp để mua cái tài sản đó ấy, thì nó không quá 1/4 cái thu nhập hàng tháng của bạn. Ví dụ như một tháng bạn thu nhập 100 triệu chẳng hạn, thì bạn làm sao cố gắng cân đối để cái khoản tiền lãi ngân hàng để các bạn có khoản tiền để đầu tư cái bất động sản đó nó không quá 25 triệu đồng một tháng nhé, thì đó là mức an toàn. Cái nhân tố thứ hai đó chính là về vị trí, đúng không ạ? Thì trong bất động sản chúng ta thường có câu là vị trí không phải là tất cả nhưng nó gần như là tất cả, đúng không ạ? Và khi trước khi chúng ta quyết định đầu tư một bất động sản nào đó thì chúng ta phải nghiên cứu xem cái vị trí đã phải là vị trí đẹp chưa, đắc địa hay chưa, càng đắc địa giá càng cao và cái thanh khoản của nó cũng càng tốt, đúng không ạ? Và tiếp theo là các bạn phải nghiên cứu đến cái nhân tố là giả sử như là các quy hoạch này, các cơ sở hạ tầng ở xung quanh đã đồng bộ, đã ok hay chưa. Khi mà điện, đường, trường, trạm, tất cả mọi thứ tiện ích đều có đủ ở đó thì cái giá đất đó cũng càng dễ tăng và nó sẽ dễ thanh khoản hơn, bởi vì cái đối tượng mua sẽ đa dạng hơn, đúng không ạ? Và tiếp theo một yếu tố cũng rất quan trọng đó chính là chúng ta cũng phải xem là yếu tố hàng xóm có thực sự là ok hay không, bởi vì là nếu anh em tưởng tượng là nếu mà chúng ta đầu tư những bất động sản gần những cái nhà của các cái mà người ta tệ có tệ nạn chẳng hạn thì rất là khó bán, bởi vì trước khi nhà đầu tư họ đầu tư mua một mảnh đất thì họ cũng đều xem xét xem là nếu mà họ chuyển về sống thì hàng xóm của họ sẽ là người như thế nào, thì chúng ta cũng phải đặc biệt quan tâm đến yếu tố này ạ. Và cái nhân tố số 3 đó chính là chúng ta không nên vay nợ quá nhiều, bởi vì là khi các bạn vay nợ quá nhiều thì nó sẽ rất nhiều áp lực và nó khiến cái thứ nhất là cuộc sống chúng ta sẽ không được thoải mái nữa, cũng là chúng ta cũng chăm chăm vào việc là không biết bao giờ chúng ta sẽ bán được lô đất đó, và không biết là chúng ta phải xoay sở tiền làm sao để trả lại hàng tháng, thì thứ nhất là cuộc sống chúng ta sẽ trở nên áp lực, nó không còn vui vẻ nữa. Cái thứ hai, khi mà chưa được cái lợi nhuận nó chưa đạt cái mong muốn của mình thì chúng ta đã phải bán nó ngay rồi, và nhiều khi chúng ta sẽ bị lỡ cơ hội, mất cơ hội, cho nên chúng ta cần phải nắm bắt được cái khoản vay nó không quá quá sức của chúng ta. Bên cạnh đó, yếu tố thứ tư cũng vô cùng quan trọng đó là các bạn cũng phải nắm được các quy luật, các cái luật về cơ sở hạ tầng và thay đổi kết cấu của một bất động sản, bởi vì từ năm 2022 thì sẽ có rất nhiều các bộ luật được ban hành về bất động sản, và cho nên là chúng ta cần phải nắm rõ tất cả các yếu tố này để trước khi chúng ta thay đổi một kết cấu của các cái tài sản trên đất, hay là chúng ta có thể tách thửa, hay là chúng ta có thể gộp thửa như thế nào, thì chúng ta cần phải nắm rõ những cái đó. Ví dụ trước đây vấn đề cái tách thửa và gộp thửa rất đơn giản, nhưng mà khi có các quy định mới được đặt ra thì trước khi đầu tư một cái mảnh đất lớn chẳng hạn, và các bạn nghĩ rằng trước đây chúng ta tách thửa rất là dễ, và sau này chúng ta sẽ có giả sử một mảnh đất 1.000 mét và chúng ta tách làm 10 thửa chẳng hạn, thì nếu mà trước đây thì ok, nhưng hiện tại có một số quy định khác nó làm cho cái thửa đất đó không thể tách được, thì vô hình chung thì chúng ta sẽ bị bế tắc ở đoạn đó, cho nên là chúng ta cần phải nắm rõ được các cái pháp lý, các quy định pháp luật về đất đai mọi người nhé. Đó chính là nhân tố thứ tư. Và nhân tố cuối cùng là nhân tố số 5, mình nghĩ là một nhân tố vô cùng quan trọng, đó chính là chúng ta cần phải tham gia các mạng lưới về bất động sản, các anh em sale hoặc là các sàn ở trong địa phương, bởi vì là như anh em biết là cái mối quan hệ là một lĩnh vực vấn đề vô cùng quan trọng trong cái ngành bất động sản này. Khi chúng ta còn có càng nhiều mối quan hệ thì chúng ta càng biết rõ là nắm được giá ở từng khu vực như thế nào, và cái thị trường ở từng nơi ra sao, và quy hoạch ở từng cái địa bàn sẽ như thế nào. Thì khi chúng ta có càng nhiều mối quan hệ thì chúng ta càng dễ giao lưu. Thứ nhất là chúng ta có thể tìm được các cái nguồn rất là đẹp, tiềm năng. Thứ hai là khi chúng ta có các cái nguồn hàng thì chúng ta càng dễ dàng để bán nó đi, bởi vì là khi trong mối quan hệ chúng ta có rất là nhiều anh em cùng làm trong ngành sale chẳng hạn, thì họ sẽ có càng nhiều nguồn khách. Ví dụ mỗi anh em sale có 100 khách rồi, thì nếu chúng ta có 10 người bạn như thế thì chúng ta đã có đến 1.000 khách rồi. Thì càng nhiều anh em, càng mối quan hệ thì chúng ta càng có nhiều cơ hội để bán được cái nguồn đất đó hơn. Cho nên là cái mối quan hệ trong cái ngành này chúng ta thực sự là phải quan tâm đến. Và khi nào có những cơ hội đầu tư tốt thì chúng ta cùng nhau chia sẻ, thì trứng chia nhiều rồi cũng luôn là một cái chiến lược rất là tuyệt vời, và đứng trên vai người khổng lồ cũng là một cái rất là hay. Khi chúng ta có thể là quen biết được những gã khổng lồ trong ngành thì họ sẽ nắm được nhiều cái thông tin về quy hoạch chẳng hạn, chúng họ sẽ có nhiều cái dự án hay tiềm năng, thì lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ tiến nhanh hơn trên con đường này. Và mình chúc cho tất cả các anh em đang xem video này sẽ đầu tư bất động sản thành công trong năm 2022. Xin chào.